tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, hiện tại thì cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều các mẫu xe sedan hạng B quý vị và các bạn nhé. Ví dụ như là Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City. City thì có cả phiên bản City Top và phiên bản City CVT. Thì ngày hôm nay tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Honda City CVT mà chúng tôi vừa mới mua về được các bạn nhé. Hiện tại chúng tôi đang có cả City Top và City CVT, cả màu trắng, màu xám, màu bạc. Thì ngày hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe này là màu trắng và phiên bản CVT các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 và đăng ký tên tư nhân, đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi các bạn ạ. Chiếc xe Honda City CVT 2020 này chúng tôi đang bán với giá là 420 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn cũng chỉ việc thanh toán trước cho chúng tôi là 30%, số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City CVT 2020 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ của chiếc xe Honda City 2020 này các bạn nhé. Đây là cái táp bi cánh cửa phía trước bên lái của chiếc xe đây ạ. Đấy, rất đẹp luôn. Và chiếc xe này thì ở cái phiên bản CVT thì vô lăng chưa được bọc ra nhưng cũng đã có những nút điều khiển trên vô lăng, sang số trên vô lăng các bạn nhé. Đấy, phiên bản CVT nó khác phiên bản top một số option thôi, cũng ít thôi ạ. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất đây ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2020. Đấy, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam luôn ạ, bởi công ty Honda Việt Nam các bạn nhé. Đấy, và xe thì cũng đã được trang bị là cảm biến lùi sẵn theo xe rồi này. Nội thất ghế da này. Đấy, khóa thông minh, đè nổ, start top, màn hình Android, cảm biến lùi, camera lùi, đầy đủ hết cả rồi quý vị và các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp, một chiếc xe 2020, tính ra là đã được 3 năm sử dụng rồi. Đấy, 3 năm sử dụng rồi các bạn nhé. Toàn bộ về phần nội thất phía trước đều rất là mới, rất là đẹp ạ. Và đây là cái phần nội thất phía sau, nội thất hàng ghế ngồi phía sau này cũng còn rất là mới, rất là đẹp này. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau cũng đã được trang bị rồi các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Trải sàn 3D, rất đẹp, rất sang. Đấy. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Tem mức tiêu thụ nhiên liệu đấy ạ. Đấy, rất là ít nha, chỉ 6,1 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, 7,79. Trong đô thị, nếu như ngoài đô thị chỉ 5,01 lít thôi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu quý vị và các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Quý vị và các bạn xem kỹ giúp tôi, xem keo chỉ có còn nguyên bản không. Đấy, và ốc cốp sau đây ạ, ốc cốp sau còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Keo chỉ cốp sau còn nguyên bản này. Điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Quý vị và các bạn đi mua xe cũ xem kỹ cho tôi. Thứ nhất là phần đầu và phần đuôi, bởi vì những chiếc xe bị đâm đụng nhiều là do những cái phần đầu và phần đuôi là nhiều nhất. Tất nhiên là có những chiếc xe bị đâm ngang, nhưng vẫn là chủ yếu là phần đầu phần đuôi, xem kỹ vào các bạn nhé. Đấy, lốp sơ cua này, tất cả là còn nguyên bản luôn các bạn ạ, rất đẹp. Đấy, chỉ 400 triệu đồng thôi, 420 triệu đồng các bạn ạ. Chỉ 420 triệu đồng thì quý vị các bạn đã có ngay một chiếc xe Honda City CVT 2020 này rồi các bạn nhé. Đấy, phân khúc hạng B, số tự động. Đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên phụ này, toàn bộ táp bi keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản hết.
mà còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Đằng sau này nhìn thì nội thất ghế da rất đẹp này, trải sàn 3D này, đầy đủ hết cả luôn quý vị và các bạn nhé. Rất là sang, rất là sạch sẽ đấy ạ, rất đẹp luôn. Nếu như quý vị và các bạn nào mà muốn sở hữu chiếc xe này mà chưa đủ tiền thì chúng ta có thể làm trả góp. Chỉ việc thanh toán trước khoảng hơn 100 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan hạng B số tự động này quý bạn nhé. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên này, táp bi cánh cửa còn nguyên và còn rất là đẹp, rất là mới này. Toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Màn hình Android. Và chiếc xe này là chủ xe là nữ sử dụng các bạn nhé. Đấy, các bạn nữ sử dụng thì lúc nào được cũng dán những cái hạt đính đá này vào đây này. Đây là trang trí cho, đây là cái trang trí của chủ xe cũ đấy, chúng tôi cũng chưa tháo ra đấy. Từ những cái nút start top đều được trang trí dán này, rất là đẹp. Đây là dành cho các bạn nữ đấy, chủ xe là nữ cho nên là các bạn ấy dán lại những cái này đấy, rất đẹp, rất là mới luôn các bạn ạ. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi, rất là mới rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi xem về cái phần quan trọng nhất của chiếc xe, trái tim của chiếc xe luôn các bạn nhé. Dưới cái nắp cabo này thì là một cái khối động cơ xăng với dung tích là 1.5 lít các bạn nhé. Thì chúng ta xem nào, nó còn nguyên bản không, đẹp hay không. Đầu tiên thì phải xem cái ốc cabo trước. Đấy, ốc cabo còn nguyên bản này, đến keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên bản như này đấy, đẹp như này đấy, keo chỉ nguyên bản đấy. Điều này chứng tỏ chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, còn rất đẹp luôn. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Và động cơ cũng còn nguyên bản. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi. Đấy, toàn bộ từ những cái ốc chân máy, ốc mặt máy còn nguyên bản hết. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là cái động cơ này là còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm và cũng không có bị ngập nước luôn quý vị các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City CVT 2020 này thì hãy nhấc máy gọi ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.